Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, trích bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết do tiến sĩ luật học Thượng tọa Thích Chân Quang chủ biên. Thưa tôn giả Nang Đà, các thám tử báo cáo dồn dập cho con rằng hiện nay cả kinh thành Vương Xá náo loạn vì các ngoại đạo ra sức tuyên truyền chống đối Thế Tôn. Họ thường xuyên biểu diễn tám phép thần thông vào ban đêm để lôi cuốn quần chúng, dư luận xôn xao vì nhiều người cũng ngả lòng trước những trò quỷ quyệt đó. Con cũng chưa nghĩ ra cách gì để vạch mặt bọn chúng. Các thám tử vẫn trà trộn bám theo bọn chúng để chờ lệnh mà hành động. Cuối xin tôn giả dạy con phải làm những gì cho hợp lệ ạ. Này La Hầu La, đây là một đại sự nhân duyên trong đời giáo hóa của Thế Tôn. Con cứ bình tâm chờ xem mọi việc diễn tiến thế nào nhé. Buổi sáng, chư tăng đi khất thực, nhiều người dân chỉ trỏ bàn tán. Đây là các sa môn theo sự lãnh đạo của đạo sư Gotama đến từ Sakya. Còn những đạo sĩ đang đi bên kia là các phái đệ tử của phái Ni Kiền Tử Lõa Thể. Còn các đạo sĩ kia nữa là người của phái khác. Lúc này họ đang đi khắp kinh thành để truyền đạo. Chỉ có các sa môn của Gotama là hiền lành chẳng nói gì. Còn các đạo sĩ kia nói dữ lắm, nói rằng họ là thánh nhân, họ có thần thông và mời mọi người đến xem biểu diễn thần thông ở bến sông vào mỗi buổi tối nữa. Này hiền huynh, chẳng lẽ họ có phép thật à? Nếu họ có phép thật thì tôi cũng bỏ nhà đi theo họ luôn mất. Nhiều người đi xem về khen dữ lắm, nói rằng các đạo sĩ thi triển thần thông rõ ràng ngay trước mặt. Tối nay tôi sẽ đích thân đi xem mới được. Hòa vào dòng người đi đến bờ sông, hỡi cư dân của kinh thành Vương Xá, hãy đến đây xem chúng ta thi triển thần thông, hãy xem phép lạ đến từ cõi trời, hãy quy phục thánh nhân của chúng tôi, hãy rời bỏ sa môn Gotama trọc đầu làm mê muội tâm trí con người. Các đạo sĩ ngồi bên cầu tàu ló ra bờ sông, ánh đuốc khi mờ khi tỏ, chợt thân hình các đạo sĩ từ từ cất lên khỏi cầu tàu khoảng 1 mét, lơ lửng giữa không khí khoảng gần 1 phút rồi từ từ hạ xuống. Dân chúng reo hò vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Thưa tôn giả Nang Đà, trong ánh sáng mờ ảo của các ngọn đuốc, ta không phát hiện thủ thuật của các đạo sĩ ngoại đạo, nhưng nhìn nét mặt đầy loạn động hơn thua, gian dối của họ, thì con biết họ đang giở trò gì đó, chứ không phải thật sự họ có thần thông ạ. Con ở đây đã quen nhìn thấy các tôn giả A-la-hán có thần thông, nét mặt vị nào cũng trầm tĩnh, siêu thoát. Này La Hầu La, con hãy cho các thám tử đi rao tin rằng, nếu các đạo sĩ có giỏi, thì thi triển thần thông vào buổi sáng. Trong kinh thành Vương Xá, nhiều người tụm đầu xì xầm bàn tán với nhau. Nếu các đạo sĩ có giỏi thì thi triển thần thông ban ngày đi. Tại sao cứ làm ban đêm mờ ảo như thế nhỉ? Giáo đoàn của Sa môn Gotama vẫn im lặng chưa nói gì, dù trước đây họ luôn tuyên bố chứng được 6 phép thần thông. Chẳng biết lần này họ sẽ phản ứng ra sao trước việc các đạo sĩ kia biểu diễn thần thông như thế. Tôi có một cái bình bát bằng bạc rất quý, tôi sẽ treo trên cây cao 20 mét trước sân nhà. Ai mà ban ngày bay lên lấy được thì tôi tin. Các hiền hữu hãy đi rao khắp nơi rằng có nhà trưởng giả Maluta thách thức sa môn, đạo sĩ, tất cả các giáo phái. Ai mà ban ngày bay lên lấy được chiếc bát bằng bạc treo trên cây cao trước nhà thì mới thật là giáo phái ấy chứng được thần thông. Trước sân nhà trưởng giả Maluta, chiếc bát bạc được treo trên cây xào tre cao 20 thước ngất nghỉu. Thưa chư tôn giả, nhà trưởng giả Maluta thách thức, ai ban ngày bay lên lấy được chiếc bát bằng bạc thì họ mới công nhận là giáo phái đó có thần thông. Sau lời thách thức đó thì dân chúng Vương Xá Thành bị lung lay niềm tin với chúng ta mất rồi. Con cuối xin tôn giả có biện pháp nào để giải quyết lời thách thức này ạ? Để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta lắm ạ. Này các hiền giả, việc này có 2 cách giải quyết. Một là ta tự làm một cây sào cao 20 thước ở chỗ của mình, treo chiếc bát bằng bạc của mình, đợi trời hơi chiều một chút sẽ bay lên lấy chiếc bát. Hoặc là ta sẽ đến chỗ Maluta, ta giả vờ sắp bay thì các hiền giả ngăn cản ta lại, như vậy cũng vớt vát được uy tín chúng ta phần nào.
Mọi người xôn xao bàn tán, ta chưa có cách nào làm người bay lên 20 thước được, dù cả ban đêm chứ đừng nói là trời chiều. Chỉ mới bay lên một thước mà ta đã phải vất vả chế biết bao nhiêu dụng cụ rồi, và chỉ bay được trong buổi tối mà thôi. Thưa chư hiền giả, thôi thì ta chỉ còn cách đi theo tôn sư. Khi tôn sư làm ra vẻ sắp bay lên thì chúng ta ngăn tôn sư lại, với lý do là chỉ một cái bát bằng bạc nhỏ xíu, không đáng để tôn sư thi triển thần thông. Mọi người đều tán thành cách làm này. Trên một ngọn đồi, này tôn giả tân đầu lưu phả la đọa, trưởng giả Maluta cứ đứng trong sân nhà mà chê bai mang tội chết. Hay là tôn giả bai lấy cái bát đi? Thưa tôn giả Mục Kiền Liên, nếu tôi bai lấy cái bát thì khi Thế Tôn quở trách, tôn giả chịu tội dùm tôi nhé. Tôn giả Mục Kiền Liên mỉm cười đồng ý. Tôn giả Binyola Baravaja bước lên một tảng đá, ngồi xuống nhập định, rồi cả tảng đá và tôn giả cùng bay về vương xá. Tôn giả bay lượn vài vòng rồi lấy chiếc bát và thả nhẹ nhàng xuống trước mặt Maluta. Rồi ngài bay về phía ngọn đồi, cả kinh thành chấn động. Tâu Đại Vương lúc nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng đó thì mọi người chẳng còn nhớ điều gì, hoặc là la hét cuồng loạn, hoặc là chết trân bất động. Này tướng quân Bodhaka, sáng mai ta sẽ đến thăm Thế Tôn và mang theo vật thực cúng dường đại chúng. Hãy nói nhà trù cấp tốc nấu các món ăn thượng vị nhé. Không biết ái hậu Khê Ma của ta đã xuất gia sao rồi? Thế Tôn cũng nói rằng Khê Ma đã chứng A-la-hán. Ngay khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, không biết nàng có bay được không? Trước tinh xá Trúc Lâm, bạch Thế Tôn, vừa rồi tôn giả Piyola Baravaja đã thi triển thần thông khiến cho dân chúng kinh thành vương xá phải tâm phục khẩu phục thánh quả A-la-hán nơi chánh pháp của Thế Tôn. Này đại vương Bình Sa, thật là không hay chút nào khi một tỳ kheo lại ngồi trên một tảng đá bay vòng vòng trên phố thị như thế. Hình ảnh đó chẳng khác gì một gánh xiếc bày trò mà hàng năm vẫn về kinh thành này biểu diễn. Này đại vương Bình Sa, một bậc thánh phải thi triển thần thông một cách đỉnh đạt uy nghi, và chỉ thi triển thần thông để giáo hóa chứ không phải để biểu diễn. Này đại vương, Như Lai từ nay không cho phép các tỳ kheo thị hiện thần thông như thế nữa. Hỡi dân chúng kinh thành vương xá, một đệ tử của Gotama thi triển thần thông bay lên lấy bát, sau đó về bị Gotama quở trách đuổi đi khỏi hội chúng. Vì sao như thế? Bởi vì dùng thần thông để lấy cái bát là một chuyện làm sai lầm không đáng. Chính vì lẽ đó mà đạo sư của chúng tôi không thèm bay lên lấy cái bát. Đạo sư của chúng tôi là một bậc trí tuệ, đạo sư của chúng tôi là một bậc đức hạnh. Đệ tử Gotama là những kẻ nông nổi, khờ khạo. Thật ra, nếu cần, chúng tôi có thể đấu phép với cả Sa môn Gotama luôn, để cho dân chúng biết ai giỏi hơn ai. Các đạo sĩ tiếp tục qua phố này đến phố kia mà rao giảng như thế. Mấy đạo sĩ này nói cũng có lý. Nếu đạo sư Gotama đã trách phạt đệ tử dùng thần thông, thì việc các đạo sĩ kia không bay lên lấy bát cũng rất là hay. Nếu có một trận đấu phép giữa các bậc đạo sư thì ắt hẳn sẽ hấp dẫn lắm. Thật là một đại sự nhân duyên nếu chính Thế Tôn thị hiện thần thông. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể nào các đạo sĩ kia lại rêu rao rằng Thế Tôn cấm đệ tử thị hiện thần thông nhưng lại tự mình thi triển thần thông, như thế là bất nhất với lời nói chăng? Này đại vương Bình Sa, có những nơi trong hoàng cung cấm người vào, như vườn thượng uyển, cung cấm, kho vàng bạc châu báu, nhưng đại vương không hề cấm chính mình, vì đó là đặc quyền của một bậc đế vương. Như Lai cũng vậy, có những điều Như Lai không cho phép đệ tử làm, nhưng với trí tuệ của một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư, Như Lai biết rõ phải cần làm điều gì cho thích hợp. Vua Bình Sa lễ Phật và yên lòng ra về. Dân chúng lại tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Lần này chính Thế Tôn sẽ thị hiện thần thông của một vị Phật tại cây xoài Ganga gần thành Savatthi, xá vệ của nước Kosala ấy. Chúng ta sẽ kéo nhau đi xem, chắc là hay lắm. Nhưng ai biết cây xoài Ganga là xoài gì không ạ? À? Tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe tên loại xoài này cả? 2 tháng nữa lại đến kỳ an cư rồi. Thế Tôn sẽ thị hiện thần thông trước và an cư tại đó luôn. Này các hiền giả, chúng ta không ngờ Gotama lại nhận lời thách thức trận đấu phép với chúng ta mà lại lên tận Savatthi để đấu. Nơi đó ta không chủ động sắp xếp mọi thứ dụng cụ cần thiết được, nên sẽ không làm phép như ở bờ sông trong đêm được. Gotama nói sẽ làm phép tại cây xoài Ganga,
Vì vậy từ đây còn 2 tháng nữa, ta thuê người đi tìm cây xoài Ganga mà chặt cho hết để Gotama không có xoài Ganga mà làm phép nữa. Hãy đi đi. Rất nhiều người bịt mặt đi khắp nơi chặt hết tất cả các cây xoài. Kính thưa tôn giả Ca Diếp, con nhận thấy với phước lực vô hạn của mình, Thế Tôn chẳng cần phải cất công đi khất thực buổi sáng như vậy, vì các thí chủ hay mang vật thực vào tận tinh xá để cúng Thế Tôn. Nhưng tại sao con thấy Thế Tôn lặng lẽ ôm bát đi khất thực mãi thế ạ? Này hiền giả, Thế Tôn muốn làm tấm gương tinh cần cho các đệ tử muôn đời sau. Đừng ai ỷ có phước rồi hưởng thụ an nhàn sẽ khó tu. Hơn nữa, có khi Thế Tôn muốn nhân dịp đi khất thực rồi đi tìm những người có duyên mà hóa độ luôn. Thưa tôn giả Ca Diếp, có phải vì vậy mà tôn giả sống cực kỳ giản dị đến nỗi trở thành khổ hạnh quá đáng không ạ? Này hiền giả, tôi không thấy đó là khổ hạnh, mà tôi thấy đó là an lạc. Khi tôi ngủ dưới gốc cây, không nhà, không giường, tôi thấy hạnh phúc. Khi tôi mặc những tấm y cũ rách vá lại, giặt sạch lại, tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi không giữ tình thân quen với bất cứ ai, tôi thấy đó là hạnh phúc. Vậy thì tại sao tôi phải sống ngược lại để không được hạnh phúc? Thưa tôn giả Ca Diếp, những điều tôn giả nói chúng con không thể cảm nhận được. Chúng con vẫn cảm thấy cần nơi ở tiện nghi, cần miếng ăn đầy đủ, cần tấm y tôm tất, cần có những người thông cảm quý mến mình trong tinh xá. Này La Hầu La, con phải cho thám tử đóng vai dân thường để phục vụ rất đông người kéo về gần Savatthi xem Thế Tôn thị hiện thần thông. Con cho xuất tiền mua lương thực, dựng lều, làm các khu cầu xí, mua lu đựng nước, làm nhà bếp, cho thám tử trà trộn, ngăn ngừa những kẻ trộm cắp. Vâng thưa tôn giả Nang Đà, nhưng con không biết chính xác địa điểm Thế Tôn sẽ dừng lại để bắt đầu thị hiện thần thông ạ. Cúi xin tôn giả Nang Đà chỉ giúp cho con ạ. Này La Hầu La, con sẽ vượt qua sông Hằng đi về phía bắc, hướng về Savatthi, Xá Vệ. Khi còn cách Savatthi khoảng 20 dặm đến cánh đồng của làng Khamati, con sẽ thấy cả một vùng đất rộng lớn mênh mông. Đó chính là nơi Thế Tôn sẽ dừng chân lại và bắt đầu đại sự nhân duyên, thi triển đại thần thông lực. Con tạ ơn tôn giả Nang Đà. Bây giờ con xin phép tôn giả một kiền liên để lên đường về Kosala trước ạ. Con sẽ nói là con về thăm bổn sư Xá Lợi Phất của con. Con sẽ phát lệnh cho thám tử đưa con đi sớm ạ. Sa Di La Hầu La một mình rời khỏi Trúc Lâm, đến nơi họp với các thám tử rồi cùng nhau đi về hướng bắc. Đi đến một cánh đồng rộng mênh mông. Này các vị thám tử, đây chính là nơi Thế Tôn sẽ thị hiện đại thần thông lực. Chúng ta sẽ gọi nhiều người ở Savatthi Xá Vệ đến đây, âm thầm chuẩn bị mọi thứ để phục vụ cho rất đông người kéo đến xem đại sự nhân duyên này. Các vị vui lòng về Savatthi, nói rằng ta ra lệnh cho các huynh đệ thám tử ngầm ở đấy nhanh chóng đưa nhiều người thân quyến cùng về đây phục vụ công việc nhé. Ta sẽ dựng lều ở khoảng xa xa kia để tránh mưa, vì mùa mưa sắp đến rồi. Sẽ làm các nhà xí rải rác khắp nơi, sẽ đem lu khạp chứa nước đặt rải rác và tổ chức đoàn xe bò lấy nước từ con suối bên kia về đây đổ đầy các lu. Ta sẽ mua thực phẩm phát cho mọi người trong suốt thời gian Thế Tôn ở đây. Có lẽ Thế Tôn sẽ thị hiện thần thông trong vài ba hôm là xong. Các vị hãy đi nhanh lên, ta sẽ đi quanh đây để thăm người dân ở đây và cũng tiện thực hành ngôn ngữ Savatthi xem thế nào. Sau đó ta sẽ về kỳ viên tinh xá thăm bổn sư Xá Lợi Phất của ta. Tại tinh xá Trúc Lâm, này các tỳ kheo, Như Lai sẽ đi về Kosala hôm nay. Bạch Thế Tôn, đây là đại sự nhân duyên, muôn ngàn năm chưa có một. Con cúi xin Thế Tôn cho phép tất cả tăng ni chúng con đi theo để chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này. Con cũng để vài vị tôn giả đã chứng A-la-hán ở lại trong coi tinh xá một thời gian ạ. Đức Phật ôm bát đi ra khỏi tinh xá, theo sau là đoàn tỳ kheo dài dằng dặc. Các cư sĩ cũng nhập vào đoàn đi theo, tạo thành một dòng người dài bất tận.